Kính thưa quý vị, phát hành trailer của phim 10 Cloverfield Lane. J.J. Abrams, đạo diễn của phim Star Wars The Force Awakens, đã tạo bất ngờ cho những người hâm mộ loại phim khoa học viễn tưởng một lần nữa khi tiết lộ đoạn trailer tiếp theo của phim Cloverfield với nhan đề 10 Cloverfield Lane. Từ khi phần 1 ra mắt vào năm 2008 đến nay, khán giả không hề được nghe bất cứ thông tin gì về phần 2 của bộ phim, thậm chí kể cả quá trình quay phim và sản xuất. Sau khi đoạn trailer được ra mắt ít phút, nhà sản xuất J.J. Abrams cũng đã thông báo chính thức rằng ông và hãng phim đã cố tình im lặng trong thời gian nhằm tạo sự bất ngờ cho khán giả. Theo như đoạn trailer cho thấy, 10 Cloverfield Lane sẽ có cốt truyện xoay quanh một chàng trai trẻ và một người phụ nữ bị bắt giữ bởi một người đàn ông lớn tuổi thủ diễn bởi John Goodman. Tuy nhiên, thế giới bên ngoài có thể còn nguy hiểm hơn là bên trong không gian bị giam cầm này. Trailer cho tập phim phần 2 lần này cũng bí ẩn như phần 1, được sản xuất bởi Abrams, người vào lúc bấy giờ nổi tiếng cho những công việc như Mission Impossible 3, Lost Alias và Felicity. Bộ phim phần 2 lần này được đạo diễn bởi Daniel Trachtenberg. No! Girl, open that door!